Phiên dịch chứ bây giờ một ông điếc một ông này không được rồi, già này nói nhỏ quá. Bây giờ pay hầu là bây giờ chân là kiểu quay hầu là chơi lật kèo rồi. Vừa nãy là bảo là đi ăn xong là đi xem bẫy chuột, giờ ăn no rồi không đi nữa rồi. Nghe cũng muốn xong nán à? Thao, nghe cũng muốn xong nán à? Đâu, mù rồi. Mù rồi. Mù rồi. Có mù rồi. Có mù rồi. Mù rồi. Mù rồi. Nói chứ mù rồi. Mù rồi. Ca ca được không mù à? Mù rồi. Hôm nay đã đi đâu đúng không? Đã đã bảo hỏi mấy ngày chưa xem rồi. Nó bảo nó đi về, đi xem về. Sáng nay đi xem về rồi. Không biết là sáng nay là muốn nó. Đâu mà em thấy. Thưa, thầy tướng này mua lò à? Mua lò. Thầy tư. Mấy đứa mua. Thầy tư. Mua về rồi. Thầy tướng này mua lò. Mua lò. Mua lò. Mua lò. Mua lò. Đi về xin về rồi, xin về rồi nên bỏ. Lúc nào xem nó không biết. Nhưng mà Giang, thế hỏi thử xem là lúc Giang hỏi sáng thì bảo là chưa đi đúng không? Thế sao bây giờ lại nọt ra đi rồi? 5 ngày chưa đi rồi. Và bây giờ ăn no xong là thôi. đang Trung nó đang dẫn đi hỏi đứa nào nhưng mà ôi giời, nhưng mà mang đi cho vui thôi chứ. Nó thích đấy. Nó trông thấy họ nó cũng chết mà. Thích nhưng mà đến lúc mà hắn rồ rồ hắn bắt cưới là mệt đấy. Chứ lấy em sao được. Lấy về bây giờ một mình anh em không nuôi nổi thân anh, bây giờ đi nuôi thêm người khác. Hoặc kiếm cái tăm. Thế là thôi, tình hình là Vũ đi xem bẫy chuột với là pay hầu hỏng này các bác. Nhưng mà ngồi nghe anh điếc với anh hầu hai anh nói chuyện với nhau bây giờ không đấy, rất thích trêu nhau nhỉ. Anh điếc thì bảo anh bay hầu bảo là cái tivi của anh điếc hỏng rồi không biết nắp. Điếc thì bảo là bị cháy rồi. Mà ông cãi nhau om tí tỏi cả này. Bảo gì? Bảo là nước con mang đi làm xe. Chết cười, bay hầu ấy, hành điên.
Quay hầu thì rất thích nói, đấy, biết cũng rất thích nói. Đợt trước đi nào cả hai ông ngồi chuyện nói chuyện với nhau đau đầu luôn. Đó, hai ông giống nhau nói chuyện nhau hợp thế không biết được. Cũng may là nhà xa nhau không gần nhau thì suốt ngày sang nhà nhau chơi rồi. À đấy đấy đấy. Body language. Giang hiểu gì không Giang? Tảnh mua là gì? Hả? À à. Tảnh mua là mua. Mấy giờ rồi nhỉ? Mua bao nhiêu? 12 giờ 57 à? Phải ngủ đấy. Con cái đây đi sốt. Đi sốt máu xong nó ra cái hạt nhỏ, chúng là ra cái đi như thế nào chắc là chỉ là chữa đạo thôi. Thế bây giờ Giang này bảo là mình đi xuống cầu một tí, đợi anh Điếc anh đưa con cún đi học, xong là quay lên thăm nhà ông anh Sai một tí. Đấy, bảo mấy anh em bây giờ đi cùng nhau xuống. Giàng là chở Phen này, anh Điếc chở con cún về, chở Pê Hầu xuống thì anh Điếc đưa trẻ con nhà 1:30 vào học hả chị? Ờ, thế bây giờ đưa trẻ con đi thôi. Có đưa không? Hay là nó ốm à? Thế bây giờ bảo anh Điếc là em với ở anh Giàng với cả Pê Hầu đợi ở cầu, xong rồi tí nên thăm anh Sai một tí. Bây giờ bọn em đợi ở cầu nhá. Đi Giàng đi. Bảo Pê Hầu đi, bảo bây giờ xuống cầu ngồi uống nước một tí, xong rồi đợi anh Điếc xong rồi đưa trẻ con đi học ngay đây thôi mà. Đi. Ok. Pê Hầu đi trước các bác, đang đi bộ. Đây à, Xá làm đây à, Xá ơi. Làm từ mấy giờ ấy? Làm từ 1 giờ. Nha. Yeah. Mấy trăm nghìn một ngày? Ngày 300 nghìn đó anh ạ. Con làm nhá, anh đi đây. Đi. Úi giời, mình phi vô đi theo à? Đang kè như này các bác. Bây giờ họ làm ở chỗ này, bà con hết chỗ để mà bán hàng nông sản rồi. Bây giờ Pê Hầu, ai Pê Hầu ngồi cùng đi, đố Pê Hầu ngồi luôn. Vâng, ôi đi trước đi. Đi trước thôi, tôi đi trước đi. Thôi đi 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 đi. Ê, Pê Hầu đi đây. Thôi đi đi. Hả? Thế Pê Hầu cho ngồi đây. Phèn xin phép các bác cho đi nhờ một đoạn. Kẹp ba các bác. Đến thăm anh Sai các bác ạ. Xem là tình hình dạo này cái bóng điện năng lượng như thế nào, với cả đợt trước Phen bảo là xem là nếu mà làm được chuồng lợn thì Phen cho hai con, nhưng mà nếu mà không làm được thì thôi, Phen cũng xin phép để gửi cho người khác. Đội kia đi quá, tôi đi ra đây đi, hay đi ngay đi, không kệ đi, đi. Kệ anh em đi đằng kia đi, quay vào ngó.
Đây các bác, một bóng điện, điện năng lượng đây trước làm cái cọc này. À đây rồi, làm chuồng lợn đây rồi. Đây đây đây, anh Bảo ơi, sao anh Bảo ấy? Đây đây đây, làm chuồng này các bác. Đây. Đúng như, đây 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 đây, có chuồng có chuồng có chuồng. Đấy. Để hỏi anh Báo, mặc áo vào anh, mặc áo vào cho nó lịch sự. À, chúc mừng, ơi giời, bây giờ bộ bà Pay Hầu nữa vào nói chuyện rồi. Ba anh em này nói chuyện. Pay Hầu. Mình vì vừa cố ngó nghiêng đi. Bộ tứ này hơi khiếp. Mình hỏi xem là chuồng này làm lâu chưa? Giàng tự nhiên thấy mình lạc lõng. Niết. Này bó tay. Thôi. Tình hình này bất ổn các bác. Hỏi thế làm, hỏi làm bao giờ? Minh. Thế hỏi làm bao giờ nhỉ? Ừ. Không biết nhỉ? Ờ. Đây phen xuống xem. Đấy, này tí đợi anh Báo đây thôi. Được cái A Hầu nhỉ? Anh Hầu nhỉ? Được cái nhỉ? Đây. Này chắc anh Báo với mọi người làm cho đây. Chuồng khá là chắc chắn rồi. Làm ở dưới gốc cây này, cây bưởi này. À, anh đi xuống thị sát rồi. Mèo nó. Ừ. Mèo. Đây. Như này là mát rồi. Dưới gốc này, gốc cây này thì thoải mái mát, phân nó rơi xuống dưới kia thì ngô nhất. Đi vào con bé nó chui ra ngay. Chỉ lo chia là không kịp để ăn đấy, ăn Tết năm bé. À đấy. Thì bất ổn quá. À có đường đi lên này. Anh biết được việc lắm các bác. Ui đây. Anh Báo à, làm cái này lâu chưa? Vừa làm xong mấy hôm. Ăn này nó chát hơn. Anh ơi, em bảo bây giờ chuồng xong rồi nhá. Anh giúp em mua hai con. Hai con lợn á? À, khoảng 2 triệu được bao nhiêu? Mua một con 2 triệu, một con to cũng được. Hoặc là hai con bé, nhưng mà em nghĩ nếu mà không có nhiều củ rong củ giềng thì mua một con 2 triệu, con đó to tí. Một tầm một con thôi. Ừ, một con. Chuồng này nó cũng bé. Đây trên này anh ấy có cây củ rong giềng các thứ cho nó ăn chứ. Dầu. Ừ. Nhưng mà anh ơi, thế bây giờ là có tìm được ở đâu có một con bây giờ không? Ở quanh đây bắt được luôn không? Quanh đây á? Đó. Chơi luôn. Bây giờ phải đi tìm cơ. Tìm ở tận đâu? Cũng không biết. Chưa biết được. Thế thì như này nha, em bảo nhá, tìm anh giúp em tìm một con khoảng 2 triệu. Bây giờ chắc khoảng tầm 20 cân đấy nhỉ? Được không? Với 100.000 cân. Mang về đây, anh em có số điện thoại của anh có số rồi đúng không? Anh mua được phát anh gọi em luôn. Hoặc là sáng anh đi mua. Hoặc là lúc nào anh đi mua anh bảo là sáng anh đi mua xong rồi buổi chiều em lên. Đấy. Đi, lên nhà đi, chuồng nó ngon rồi. Này đảm bảo đây vẫn còn phải làm tấm lợp nữa. Đi nhanh để điếc. Mình nói chuyện đâu đang cãi nhau như này. Đây củi rất nhiều các bạn ạ. Vườn rau vườn riếc nhiều. anh báo ấy, thế là cái điện năng lượng còn sáng không? Sáng mà. Thế à? Vâng. Ờ. Sáng tốt. Đấy hôm trước là do nó bị movie ấy nhỉ. Ừ. Thôi đi vào xem. Bảo bật cái điện lên cho em xem. Chỉ quá à. Cái này ai đóng cho anh ấy? Mua thằng Hải. Dạ. Mua thằng Hải. Anh ấy tự đóng à? À đây đây, sáng trắng rồi đây. Ok.
Ừ. Nó to to. Nó to to. To to. Nó to to. Nó to to. Đâu để fan xem nào. Fan xem nào. Ai à, điện tăng đét đây này. Lắng này thoải mái rồi anh nhỉ? Thoải mái mà. Ờ. Lắng này tốt. Đây đang bật đang sạc từ tấm pin năng lượng này. Đấy, sang pin lưu trữ này và sang công năng đang sử dụng này. Đấy. À, ok các bác nhá. Điện này 13,7V này. Nếu mà kích cái này lên thì sẽ nhiều hơn đúng không? Thắp được cả tivi các thứ. Ừ. À, mình thì đứng dậy ngồi ở giường này, chỗ nghỉ ngơi. Hai điện thoại, một điện thoại này, đấy, một smartphone. Điện thoại này không có sim các bác. Cái này có sim không? Không có sim. À, không có sim. Đây, chụp ảnh ở vườn hoa Hà Giang. Thế là điện năng lượng là ổn rồi nhá, chuồng lợn có rồi nhá. Bây giờ là chỉ cần chờ mỗi anh ấy thôi. Một lần ừ, anh ấy mua cho em nhá. Anh em hơi tắt anh tắt điện đi cho anh ấy. Tắt tắt. Anh không biết là đi mua ở đâu có chứ. Thì bây giờ ở đấy. Đó, thầy ờ, cái tích này có khi hỏng rồi nhỉ? Cái kích này lần trước anh đi lấy đâu về đấy? Không biết đâu. Quả đấy mát mà. Điện năng lượng khỏe. Hả? Thôi tắt đi. Tắt đi được cái quạt vẫn được mà. Quạt này từ ngày xưa có 3 cái mà. Quạt này này. Quạt này trước em lấy mấy cái về mà. Chỉ có cái này là kích này thôi. Anh cái kích này thôi. Không cần phải kích đâu mà vẫn đủ điện để quạt với tivi mà. Chẳng qua là anh cứ tích nắp thêm kích vào. Cái này đợt trước anh Vân anh lấy đâu về ấy. Là không biết cái này đâu á. Chứ còn bộ nguyên bản là chỉ có một cái này thôi này. Đây. À đâu đợt trước là có cả kích chứ sao ấy. Không, cái kích này lấy thêm về sao ấy. Em không nhớ nhưng đợt trước là chỉ có một bộ này thôi. Đây với cả quạt. Ôi, à bầy hầu đang khám phá. Thôi. Ồ. Đây, toàn kỹ sư cao cấp. À. Cứ nhặt về chế chác khắp thôi. Ba cao thủ. Họ à lại đi hỏi vợ. Bây giờ hỏi hay không là chỉ có độ anh Báo này hỏi hộ chứ. Nhưng mà anh Báo nhá, bây giờ anh bảo em đi tìm lợn thì em cũng chịu, thật sự em không biết đâu ấy. Bởi vì em mà tìm thì em tìm ở ngoài thành phố, lợn nó không, sợ người ta nuôi cám cò tăng trưởng các thứ nó không phù hợp ấy. Lại về đây lại không ăn được củ rong củ giềng. Thế anh tìm hỏi xem ở đâu có. Ừ. Quanh ừ. Có tầm 20 cân nhỉ? Khoảng 2 triệu, 20, 21, 22 không cần biết. Khoảng 2 triệu. Khoảng 2 triệu. Ừ, đấy là làm chuồng rồi, bây giờ bắt về cho anh ấy lấy rau dưa các thứ về cho ăn. Cũng không biết là ở đâu có đấy. Cái này thì anh phải tìm thôi chứ em cũng khó lắm, bây giờ không lấy đâu. Đâu bảo anh ấy bật cái điện chuồng à, cái bếp em xem nào. À, xuống xem bếp. À đây. Đây sáng. Ừ. Đây xong rồi anh cũng để lên đây cho sạch sẽ các bạn. Đây để xuống đất này thì nó sẽ bẩn. Đấy. À. À đây nha, còn biết để cái dưới này là cái nước này đỡ bị kiến nó bò vào này. Đây, đây nước này.
Đấy. Đó, kiến không bò vào. Kiến không bò vào. Xong rồi nuôi rắn ráo rồi. Không có gì cả. Rắn ráo. Đây xong rồi các bác. Để treo lên sạch sẽ này. Nói chung là anh ấy cũng rất là sạch luôn. Vẫn còn mấy miếng thịt treo này. Chắc là từ Tết à anh Táo? Ờ. Từ Tết rồi. Để dành ăn từ từ. Ừ. Khô á, treo khô. Cứng đơ đơ rồi. Từ đây nhìn sang này, rất là đẹp. Đấy. Đấy, mình vi vu ra ngồi hóng hớt. Đấy, làm vườn rau. Bên này anh ấy, các bác ấy, nhà tắm này, nhà vệ sinh là thực sự với các bác cũng rất là sạch sẽ luôn. Đấy, chỗ này tắm rửa cũng rất sạch sẽ. Em xin phép mở cái này ra cho. Bởi vì không mở ra bụi với ở gà. Đấy, rất là sạch sẽ. Trước làm con này. Ừ. Nhà vệ sinh cũng phải khóa. Ôi, nhà vệ sinh không cần review đâu. Điếc. Đấy, rất nhiều củi. Đấy, nên các bác đỡ thắc mắc là cái việc là xem hỏi phèn là xem là cái một là chuồng lợn làm rồi này, hai là cái bóng năng lượng vẫn sáng chắc. Cái điện năng lượng ở ngoài này nó cũng sáng đúng không anh Phạm? Có. Ừ. Thế là tất cả hệ thống năng lượng là ngon hết. Những ngày nắng như này kể cả bật điện, cái điện bóng điện này thoải mái cả ngày. Anh Điếc cũng đang hỏi rất là nhiều cái việc cái bình năng lượng này đó, cho ở trên kia. Bình này là 10 triệu ấy, 10 triệu 400 nghìn ấy. Điếc ở trên nán này cũng đang muốn. Trên đèo á? Ừ. Hôm trước làm không có điện thế là sợ ma quá phải cúng và đeo quả dây vào cổ kìa. cao thủ đang chém gió giờ các thấp thủ xin thua. Thế anh báo này, con bò trên này là anh ấy đã lấy giống chưa, lấy được chưa? Chưa. Tìm được cho nó đi thôi hả? Thời gian đi thì con ấy chắc cũng đến thời điểm để lấy được rồi nhỉ. Quay hồng tầm này bó tay rồi. Mình xin thua rồi, mình hết gãi cả tai rồi. Thôi anh em mình đi về đi, như thế là được rồi, đi. Anh báo ơi, giúp em nhá, giúp tìm con nợ nhá. Tìm xong bảo em nhá, đi về anh ơi, đi về đi. Đi, em đi về nhá. Nhớ tìm xong rồi gọi em nhá, em đi về đây. Em đi về nhá. Đi, anh em đi về đi. Đây có thịt treo, có mì tôm rồi, không biết còn gạo không? Đây còn hay không? Đi chăn bò. Anh xem là nếu mà không còn gạo anh lấy cho một ít nhá, đợt này nên không để ý. Thôi đi. Anh ơi đi về đi. Thôi anh đi này đi. Điếc Giang lấy xe bên này đi đấy. Anh đi bên này, anh em hầu đi. Thôi. Hầu điện này, anh em. Phèng đây là hầu điện này. Em đi về nhá. Rau thơm. Đấy. Ừ, thơm lắm.
Cái này cái kiểu húng rau húng ấy bác. Ở nhà của anh Vân cô đơn ngày xưa, bây giờ anh Sai cô đơn ở đây các bác. Đấy, giữ gìn nhà cửa rất là sạch sẽ. Trước là đang anh công ước vlog là đang chuẩn bị làm cao tốc đây. Điếc về. Điếc về mình đang cãi nhau ung. Đi. Sao vất vả thế? Mua. Tí mua mì tôm cho mẹ. Mẹ. Ờ nhá. Mẹ à. Ừ. Mình thôi, mình nhà điều kiện hơn chút. Cho mua cho mẹ chai nước. Được rồi, từ từ đã. Để chào các bác đã. Chào, chào. Từ từ đã. Từ từ. Xin chào. Từ 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 từ. Các bác và em về nhé. Xin chào các bác nha. Cảm ơn các bác đã xem video của Phen. Đưa các bác sang thăm nhà anh Sai một chút. Đấy. Mai kia mua xong lợn này thì Phen sẽ nên trả tiền. Xin cảm ơn các bác đã xem video của Phen. Hẹn gặp lại các bác ở những đó cũng là rất là cho chị và làm ngô riếc và xác định chị làm trường xác định chăn đôi nữa như cũng như là hồ ha luôn. Như là hồ tiền đó cũng cũng làm ngô thì xài rất là đánh ngô, đánh bẫy. Tuyệt vời hơn. Ok rồi, hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo nha. Chào đi Minh đâu không chào các bác à.